Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến kênh tin tức 24 giờ TV. Kính chúc quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời và bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật cùng chúng tôi những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24 giờ TV. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin tức có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau kỷ luật cảnh cáo thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, nguyên giám đốc công an Sóc Trăng vì vi phạm sử dụng tài chính. Thủ tướng kỷ luật khiển trách phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh. Ông Vũ Huy Hoàng, nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương kháng cáo bản án 11 năm tù. Bắt quả tang ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp trên xe buýt ở Hà Nội. Nghịch tử dùng kéo tức đoạt tính mạng bố đẻ ở Đồng Tháp, lãnh án trung thân. Giám đốc Công an Hà Nội trao tặng giấy khen cho tài xế taxi, dũng cảm bắt cướp. Phát hiện hơn 2 tấn ốc bị ngâm, sơ chế bằng hóa chất sắp lên bàn ăn. Đồng Nai treo thưởng 10 triệu đồng cho người tố giác nhập cảnh trái phép. Khởi tố hai phụ nữ làm giả sổ đỏ để chiếm đoạt 2 tỷ đồng. Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke vẫn đón khách giữa mùa dịch Covid-19. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin nóng, kỷ luật cảnh cáo thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, nguyên giám đốc công an Sóc Trăng vì vi phạm sử dụng tài chính. Trong kỳ họp thứ ba của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan này đã xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương với vi phạm của Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc Bộ Công an. Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định trong thời gian giữ cương vị ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng, thiếu tướng Đa đã vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và ngành công an. Sai phạm của ông Đa liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính và công tác cán bộ của đơn vị. Xét nội dung tính chất, mức độ hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Đặng Hoàng Đa. Vụ việc liên quan đến thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, nguyên giám đốc công an Sóc Trăng từng gây xôn xao dư luận hồi năm 2019. Khi báo chí thông tin, Công an tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ông Đa làm giám đốc 2011-2016 đã lạm chi tiền quỹ hàng tỷ đồng, phải mượn ngân sách trung ương và địa phương để bù vào. Sau đó, ông Đa được điều động làm phó cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc của Bộ Công an. Vì vậy, những sai phạm của ông Đa liên quan đến việc lạm chi quỹ không còn thuộc thẩm quyền xử lý của Công an Sóc Trăng. Đơn vị này đã kiến nghị Bộ Công an xử lý. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ hồi tháng 5 năm 2020, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo kiểm tra thu chi trong vụ việc này. Khi đó, Công an Sóc Trăng thừa nhận có việc chưa thực hiện nghiêm túc trong công khai minh bạch về quỹ sản xuất của đơn vị, đặc biệt để xảy ra tình trạng chi vượt quá thu. Theo Thứ trưởng Lương Tam Quang, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa là lãnh đạo công an tỉnh, lúc đó cũng lên đới trách nhiệm Nguyên giám đốc công an Sóc Trăng và cán bộ liên quan đã tự khắc phục số tiền chi không đúng quy chế quản lý tài chính. Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Công an cũng thông tin về phản ánh việc bổ nhiệm, điều động ông Đặng Hoàng Đa chưa đúng điều kiện tiêu chuẩn. Ông Lương Tam Quang cho biết, Công an Sóc Trăng đã báo cáo việc này và được cấp có thẩm quyền đồng ý. Song cơ quan tổ chức cán bộ chưa làm tốt tham mưu cho Công an tỉnh. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác, Thủ tướng kỷ luật khiển trách Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Lê Hồng Minh. Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể tại quyết định 716/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Hồng Minh do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác. Trước đó, ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La đã thi hành kỷ luật về đảng với ông Lê Hồng Minh do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác liên quan đến những sai phạm trong mua sắm thiết bị y tế của Sở Y tế tỉnh. Trong vụ việc này, nguyên giám đốc, phó giám đốc sở và một số cán bộ đã bị khởi tố. Ông Lê Hồng Minh, sinh năm 1967, quê quán xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tháng 2 năm 2019, ông Minh được Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa 14 bầu làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021 và được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn vào tháng 3 năm 2019. Tháng 8 năm 2019, ông Lê Hồng Minh được phân công làm trưởng ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 thay ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã bị kỷ luật cảnh cáo do những khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác chỉ đạo tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La. Ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương, kháng cáo bản án 11 năm tù. Ngày 20 tháng 5, thông tin từ Tòa án Nhân dân Hà Nội cho biết, Tòa đã nhận được đơn kháng cáo của 4 bị cáo trong vụ Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và 9 đồng phạm vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Bộ Công Thương và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, 4 bị cáo làm đơn kháng cáo gồm Vũ Huy Hoàng, Phan Trí Dũng, Nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương, Lâm Nguyên Khôi, Nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Lê Quang Minh, nguyên trưởng phòng Phòng Phát triển Hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Trong đơn kháng cáo bị cáo Vũ Huy Hoàng đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cân nhắc giảm nhẹ hình phạt, xem xét toàn bộ hành vi của bị cáo trong vụ án để xác định lại tội danh. Ba bị cáo còn lại cùng đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin được cải tạo ở ngoài xã hội. Trong đơn của bốn bị cáo đều nêu lên các tình tiết giảm nhẹ cho mình như khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, có ý thức hợp tác với các cơ quan tố tụng trong việc điều tra làm rõ nội dung vụ án, có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Riêng bị cáo Khôi đang mắc bệnh hiểm nghèo nên mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trước đó, sau một tuần xét xử ngày 29 tháng 4, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án phạt ông Vũ Huy Hoàng 11 năm tù, Phan Trí Dũng, 9 năm tù, về cùng tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Hai bị cáo Lâm Nguyên Khôi bị phạt 4 năm 6 tháng tù, Lê Quang Minh, 3 năm 6 tháng tù, về cùng tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Bị cáo Nguyễn Hữu Tín, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, 6 năm 6 tháng tù, cộng với 7 năm tù trong vụ án trước đó. Tổng cộng ông Tín phải chịu tổng hình phạt là 13 năm 6 tháng tù. 5 bị cáo khác bị tuyên từ 30 tháng tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù. Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Vũ Huy Hoàng là người quyết định cho đầu tư dự án nhưng không chấp hành các nghị quyết của chính phủ. Tiếp đó, bị cáo Hoàng đã không chỉ đạo Sabeco thực hiện dự án đã được phê duyệt mà chỉ đạo Sabeco thoái toàn bộ vốn góp, tức chuyển nhượng vốn của Sabeco tại Sabeco Burn cho doanh nghiệp tư nhân tham gia liên doanh với giá cổ phần thấp để hoàn tất việc chuyển quyền quản lý, sử dụng khu đất 6 080 m 2 tại số 246 Hai Bà Trưng là tài sản nhà nước sang tài sản tư nhân trái pháp luật, gây thiệt hại thất thoát hơn 2.700 tỷ đồng. Bắt quả tang ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp trên xe buýt ở Hà Nội Ngày 20 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa bắt quả tang 3 đối tượng trộm cắp tài sản tại điểm dừng xe buýt 80 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, bàn giao cho công an phường Đồng Xuân xử lý theo quy định. Danh tính của ba đối tượng là Phùng Bá Thi ở huyện Ba Vì, Hà Nội, Lê Hồng Anh ở quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng và Đỗ Xuân Năm ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa bị bắt quả tang khi đang cùng nhau trộm chiếc điện thoại Samsung của khách đi xe buýt. Cả ba đối tượng này đều có nhiều tiền án tiền sự, đặc biệt đối tượng Lê Hồng Anh có 8 tiền án và 6 tiền sự. Chúng thường phân công 2-3 người lên xe buýt đông khách phát hiện hành khách trên xe sơ hở tài sản sẽ áp sát, tạo cớ chen lấn và che chắn để trộm cắp tài sản như móc túi hay rạch túi. Sau đó các đối tượng này nhanh chóng xuống xe và có người đi xe máy bám theo sau xe buýt, cầm và cất giấu tài sản mà đồng bọn trộm cắp được hoặc giúp đồng bọn chạy thoát khi bị phát hiện. Nghịch tử dùng kéo tức đoạt tính mạng bố đẻ ở Đồng Tháp, lãnh án trung thân. Mới đây tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Hữu Thạnh, sinh năm 1993, thường trú tại ấp 1, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp về tội giết người. Đây là vụ án đau lòng cho một gia đình khi mà nạn nhân trong vụ án là ông Lê Văn Bon, cha ruột của bị cáo Lê Hữu Thạnh. Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1 tháng 2, sau khi bị cáo Thạnh nhậu về nhà ngủ trong phòng được khoảng 30 phút, thì ông Lê Văn Bon đi nhậu về và ngồi nói chuyện với vợ là bà Huỳnh Thị Nhôm. Do ông Bon nói chuyện lớn tiếng, làm bị cáo Thạnh không ngủ được, nên đi ra nói ông Bon đừng nói chuyện lớn để bị cáo ngủ, để sáng còn đi lái xe cho người ta. Sau đó thì giữa bị cáo Thạnh và ông Bon đã xảy ra cự cãi. Do không kiềm chế được tính hung hăng của mình, bị cáo Thạnh đã sử dụng cây kéo bằng kim loại ở vách nhà, đâm trúng lưng và ngực ông Bon, gây thủng tim, làm mất máu cấp và suy hô hấp, dẫn đến tử vong. Tại phiên tòa bị cáo Thạnh ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của bản thân, gia đình nạn nhân cũng là người thân của bị cáo cũng xin tòa xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Thạnh. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Thạnh là nguy hiểm cho xã hội, trái với luân thường đạo lý làm người, làm mất đi người cha không bao giờ tìm lại được. Do đó sau khi xem xét tất cả các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Thạnh mức án tù trung thân về tội giết người. Giám đốc Công an Hà Nội trao tặng giấy khen cho tài xế taxi, dũng cảm bắt cướp. Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, trực tiếp tới Bệnh viện 103 thăm hỏi động viên anh Nguyễn Trần Minh, sinh năm 1976, trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Tài xế taxi G7 bị đâm trọng thương nhưng vẫn dũng cảm, hạ gục kẻ trốn nã Đặng Phạm Sáu, sinh năm 1970, hộ khẩu tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tại phòng bệnh, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thăm hỏi động viên và trao tặng giấy khen của Công an thành phố Hà Nội cho anh Minh về thành tích tham gia bắt giữ đối tượng đang có quyết định truy nã đặc biệt, thực hiện hành vi giết người xảy ra vào ngày 16 tháng 5 tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai. Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao thư khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho tài xế Minh, Thư khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh có viết: Với tinh thần dũng cảm khi bị đối tượng khống chế trên xe, anh Nguyễn Trần Minh đã không nghĩ đến nguy hiểm của bản thân, răng co với đối tượng, đồng thời hô hoán để người dân đi đường cùng tham gia hỗ trợ khống chế, bắt giữ được đối tượng có hành vi giết người. Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hà Nội, tôi biểu dương và ghi nhận hành động dũng cảm, tấm gương người tốt việc tốt của anh Nguyễn Trần Minh. Đồng thời tin tưởng và mong muốn. Trong thời gian tới, anh Minh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm, trách nhiệm, nỗ lực lao động, cống hiến và lan tỏa hành động đẹp trong cộng đồng, góp phần tích cực xây dựng cuộc sống bình yên, thân thiện, giàu đẹp, văn minh của thủ đô Hà Nội. Chúc anh Minh sớm bình phục, gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Theo cơ quan công an, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5, Đặng Phạm Sáu sinh năm 1970, trú tại xã Nam Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bắt taxi hãng G7, biển kiểm soát 30A 38854 do anh Nguyễn Trần Minh, sinh năm 1976, trú tại quận Long Biên điều khiển, đi từ khu vực cầu Trương Dương về phía huyện Thanh Oai với mục đích là về Thanh Hóa. Đến 16 giờ ngày 16 tháng 5, khi đi đến đoạn đường Sien Cô 5, đoạn thuộc địa phận xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, do nghi ngờ Sáu không có tiền trả nên anh Minh đã dừng xe và không đồng ý đi nữa. Đồng thời anh Minh gọi điện thoại cho vợ, nói về việc đang chở khách nhưng khách không có tiền trả rồi gửi định vị xe cho vợ lúc này sáu dùng dao mang theo dạng dao bầu đâm vào vùng ngực trái của anh minh bị đâm bất ngờ vào chỗ hiểm nhưng anh minh vẫn rằng co và vật lộn với sáu vừa vật lộn rằng co với hung thủ anh minh vừa hô hoán bị cướp nên được người dân hỗ trợ khống chế tên cướp sau đó báo cho công an xã cự khê đưa tên cướp về trụ sở để điều tra Tại cơ quan công an, Đặng Phạm Sáu khai nhận do bản thân đang bị truy nã về tội giết người, sợ bị tài xế taxi báo công an bắt mình nên đã rút dao đâm anh mình. Phát hiện hơn 2 tấn ốc bị ngâm, sơ chế bằng hóa chất, sắp lên bàn ăn. Mới đây, Công an quận 8 cho biết vừa phát hiện hai cơ sở trên địa bàn có hành vi dùng hóa chất không rõ nguồn gốc để sơ chế hơn 2 tấn ốc trước khi giao cho các tiểu thương trong chợ đầu mối. Làm việc với Công an quận 8, Chủ cơ sở trên đường rạch cát Bến Lức là Huỳnh Văn Trường, 42 tuổi, cho biết lấy ốc từ miền Tây, mua hóa chất không rõ nguồn gốc về ngâm. Sau vài tiếng, thịt ốc sẽ sạch, tươi trắng, giòn và tăng ký. Cảnh sát đã lập biên bản thu giữ 700kg hóa chất để trong các can nhựa. 1,8 tấn thịt ốc đã được ngâm hóa chất. Cơ sở thứ hai nằm trên đường số 2 khu dân cư Bình Điền, phường 7, quận 8, do ông Nguyễn Minh Khánh, sinh năm 1980, làm chủ. Cơ quan chức năng cũng đã phát hiện thu giữ 400 kg thịt ốc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, khu vực nhà xưởng không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau khi sơ chế ốc bằng hóa chất, những cơ sở này sẽ đem ra cho các tiểu thương tại chợ đầu mối Bình Điền với giá 25.000 đến 35.000 đồng mỗi kg. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản hành vi sử dụng hóa chất không có thời hạn trong quá trình sơ chế thực phẩm và xử lý một số lỗi về an toàn thực phẩm. Mời quý vị đến với thông tin khác. Đồng Nai treo thưởng 10 triệu đồng cho người tố giác nhập cảnh trái phép. Ngày 19 tháng 5, ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, vừa ký công văn gửi các sở ngành địa phương, phát động phong trào toàn dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tích cực phát hiện tố giác người nhập cảnh trái phép. Công văn nêu rõ thời gian qua, có nhiều đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép, những người này có nguy cơ mang mầm bệnh, nguồn lây nhiễm COVID-19 nguy hiểm, khó kiểm soát, dễ dẫn đến bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng. Để chủ động phát hiện và ngăn chặn, đồng thời xử lý kịp thời các đối tượng nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tặng bằng khen, thưởng 10 triệu đồng cho cá nhân là người đầu tiên phát hiện, cung cấp thông tin chính xác kịp thời cho cơ quan chức năng xử lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Người Việt Nam nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh mà không khai báo, người tổ chức môi giới cho người xuất cảnh nhập cảnh ở lại Việt Nam trái phép. Khi người dân phát hiện được một trong các đối tượng nêu trên, liên hệ với cơ quan công an gần nhất hoặc số điện thoại đường dây nóng 0963 480 100 0693 480 522 khởi tố hai phụ nữ làm giả sổ đỏ để chiếm đoạt 2 tỷ đồng. Ngày 19 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã tống đặt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Kim Hồng, sinh năm 1981, ngụ tại tỉnh Tiên Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Cùng hành vi trên, công an cũng khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với Nguyễn Hứa Lệ Xuân Thanh, sinh năm 1990, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh do đang mang thai. Theo điều tra, vào tháng 6 năm 2020, Thanh Hồng cùng với Huỳnh Kim Quốc Tài, sinh năm 1997, ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã bị cơ quan công an bắt trước đó, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác với mục đích lừa đảo. Với thủ đoạn này, Thanh Hồng Tài đã chiếm đoạt số tiền trên 2 tỷ đồng. Chuyển sang thông tin khác, bất chấp lệnh cấm, quán karaoke vẫn đón khách giữa mùa dịch COVID-19. Ngày 19 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh thông tin đơn vị vừa ra quyết định xử phạt một quán karaoke do quán này mở cửa đón khách vào hát giữa mùa dịch. Trước đó vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5, tổ công tác liên ngành huyện Thạch Hà do công an huyện chủ trì tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện quán karaoke Khánh Huyền đóng tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà đang hoạt động kinh doanh dịch vụ, trong đó có 3 vị khách đang hát karaoke và uống bia trong một phòng. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với chủ quán và 3 vị khách. Hành vi của chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Khánh Huyền đã vi phạm các quy định về áp dụng biện pháp chống dịch. Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng với chủ quán. Ngoài ra, Công an huyện Thạch Hà cũng đã ra quyết định xử phạt 3 vị khách hát karaoke. Cùng chú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, do vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch, được quy định tại khoản 1, điều 12, Nghị định số 117-2020 NDCP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, với mức phạt mỗi cá nhân là 2 triệu đồng. Trước đó, ngày 5 tháng 5, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn yêu cầu dừng tất cả các dịch vụ không cần thiết, trong đó có karaoke. Bản tin trên cũng đã khép lại chương trình tin tức 24 giờ TV của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24 giờ TV. Và quý vị cũng đừng quên để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.